Đời sống thú vị xin chào các bạn. Tôi gặp rất nhiều những cái tủ lạnh, tủ đông này bên ngoài á, rất còn mới mà nó đã bị chết lâu. Còn nhẹ hơn á, thì nó bị mát, là nó mát ra cái tủ bị giật nhẹ nhẹ tê tê. Thì cái trường hợp như thế thì sớm muộn gì nó cũng bị chết lâu, bởi vì nó mát ra, tức là cái cuộn dây này nó bị hở, nó bị nóng quá, nó bị dò điện ra ngoài. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là nó mát ra, sờ vào tủ thì tê. Thì cái trường hợp đó bên bán này hoặc là bên thợ thường bảo chúng ta là xoay cái phích cắm. Chẳng hạn như là đang cắm thế này mà nó giật thì ta xoay thế này thì nó hết. Nhưng mà đây là giải pháp tạm thời, bởi vì cái cuộn dây nó đã bị mát rồi, nó bị hư, nó mát ra ngoài rồi, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị hư. Thì tại sao mà nó lại xảy ra cái hiện tượng như thế? Thì hôm nay tôi nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng, các cụ hay nói là của bền tại người. Nếu như chúng ta dùng biết cách, đúng cách thì nó bền, nó sẽ rất bền, nó được rất nhiều năm. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng sai cách để nó quá tải, nó sẽ rất là nhanh bị hư hỏng. Thì thế là tôi đã giải thích rất nhiều trong cái nhiều video rồi. Cái quan trọng của cái lốc tủ lạnh hay là các lốc lạnh là cái làm mát của nó chỉ bằng cái hơi lạnh ở cái dàn lạnh về làm mát nó. Nếu như nó không được hơi lạnh về làm mát, nó sẽ rất nhanh nóng và làm om cuộn dây này và chạy chậm. Thế nên là cái việc như này, khi mà chúng ta bắt đầu chạy tủ, nếu như cái tủ mà càng độ âm sâu thì chúng ta càng phải để thời gian chạy không tải càng lâu càng tốt. Chỉ cần làm sao mà cái độ âm của cái tủ nó đạt được khoảng âm trên 18-20 độ, thì lúc đó cái đường hồi về đây này, nó như thế này này các bạn. Đấy, cái lốc nó đẩy vào dàn nóng này đó, và nó đi tuần hoàn thế này, thì cái đường hồi về nó sẽ làm mát lốc. Thế nếu như ở cái dàn lạnh đấy, như lúc nãy tôi nói, độ âm nó đạt khoảng 18-20 độ thì nó sẽ về làm mát lốc rất tốt. Thế nên là trước khi chúng ta bỏ những cái gì vào trong tủ thì phải đảm bảo được trong cái tủ đó nó đã đủ độ lạnh đã. Chứ chúng ta cứ tưởng rằng là khi mà cái lốc nó nghỉ, rất nhiều người quan tâm đến cái việc là cái lốc nó nghỉ để cho nó mát, nhưng hoàn toàn không phải. Mà cái việc mát là ở cái dàn lạnh nó về nó làm mát lốc, chứ không phải nó nghỉ để mát lốc. Bình thường ấy, như con người chúng ta thì cần nghỉ ngơi để tái tạo tế bào, nhưng với động cơ thì không cần nghỉ ngơi để tái tạo, mà nó chỉ cần sản sinh ra nhiệt này, nóng quá này, thì nó được làm mát kịp thời và bôi trơn nhớt, thế là nó cứ chạy thôi, nó không cần nghỉ. Khi chúng ta nghĩ rằng khi nó nghỉ là nó được bền, dĩ nhiên nếu như đúng cái thời gian của nó, chẳng hạn như nhà thiết kế khoảng 5.000 giờ mà. Thế nhưng mà nó chạy suốt 5.000 giờ thì đến cái thời điểm đó là nó hư. Thế nhưng mà trong cái 5.000 giờ đó mà nó vừa chạy nó vừa nghỉ thì cái thời gian nó sẽ được kéo dài ra, chứ không phải thời gian chạy được kéo dài. Thế nên chúng ta chú ý cái điều đó. Cái việc mà nó được nghỉ nó không quan trọng, mà quan trọng là cái hơi mát, hơi lạnh từ dàn lạnh về làm mát cái lốc mới là cái quan trọng. Thế nên là khi chẳng hạn như là chúng ta mua tủ mới về với tủ lạnh thì khoảng 2 tiếng cho chạy không tải, nhưng với tủ đông có thể phải tới 4-6 tiếng, bởi vì cái sàn lạnh nó rất dài. Nếu như chúng ta để nó chạy mà chưa đạt được cái độ lạnh, chúng ta bỏ đồ vào đó, thế là cái hơi lạnh nó về làm mát lốc suốt trong cái quãng thời gian nhé, từ lúc chúng ta cắm đến cái lúc mà
mà chúng ta bỏ đồ vào nó đã chạy rất nóng rồi. Đấy. Sau đó chúng ta bỏ vào mà sớm quá thì nó lại càng nóng. Thế nên là chúng ta hãy cố gắng làm sao mà cái tủ đông á, càng lớn, độ ấm càng sâu thì chúng ta phải càng để cho nó càng chạy càng lâu càng tốt, 4 đến 6 tiếng. Nhưng với tủ lạnh, cái giờ lạnh nó ngắn, chúng ta có thể để nó chạy khoảng vài tiếng thôi. Đấy. Bởi vì như này này, tôi tháo một số cái tủ ra. Thứ nhất là cái hộp này của nó đó, mổn ra, nó nóng quá mà. Đấy. Chúng ta chạy không đúng cách, nó nóng quá, nó mổn ra. Đấy. Và cái dây này cũng vậy, tôi tháo ra, nó cháy hết cái dây này. Đấy. Có thể cả cái này nó cũng cháy luôn. Đó. Thì làm sao mà cuộn dây này chịu nổi. Thế nên là khi chúng ta chạy tủ, chúng ta chú ý điều đó. Chúng ta chú ý là để cho nó đạt độ ấm. Sau đó mới bắt đầu là cho thực phẩm vào, cho các thứ vào. Đấy. Còn tủ vận chuyển, chẳng hạn như là lâu ngày không chạy, chúng ta cũng làm đúng như thế. Đấy. Chạy khoảng vài ba tiếng đấy, với tủ lạnh. Còn tủ đông thì khoảng 4 đến 6 tiếng. Đấy. Chúng ta mới bắt đầu cho độ vào. Thì nó giữ cho cái lốc này được làm mát kịp thời. Đấy. Thì rất đơn giản, để giữ cho cái lốc được bền, được tốt. Đấy. Cái tủ của chúng ta được tốt. Đấy. Thì chúng ta chú ý cái lần chạy đầu tiên cho nó đạt độ ấm. Đây, tôi cảm thử cho cái lốc nó chạy như này. Nó không có cái gì làm mát như cái motor bình thường, mà nó được làm mát bởi hơi lạnh về. Nếu như mà hơi lạnh về làm mát kịp thời, nó chạy hoài không có vấn đề gì cả. Hẳn như là chúng ta đi mua tủ cũ không vậy? Này, chúng ta đi mua tủ cũ, chúng ta cắm vào thế này để chúng ta thử, chúng ta sờ vào thành tủ để thử. Chạy chân, một chân chúng ta chạm xuống đất, một chân chúng ta sờ vào tủ. À, nếu như nó không mát ra thì tủ đấy còn tốt, còn dùng được. À, sau chỗ đó chúng ta lại cắm ngược lại, xoay cái phích cắm và lại thử tiếp. À, sờ vào tủ thử. À, nếu như mà nó tê tê thì không ổn. À, tủ như vậy chúng ta không dùng được, bởi vì sớm muộn thì nó cũng hư cái cuộn dây. Thì nếu như chúng ta đi mua tủ cũ, chúng ta lưu ý là thử như thế, cắm vào chiều thuận này một lúc này, sau đó lại cắm chiều ngược này. Đấy, sau đó thử, nếu như tê tay là lại chúng ta không dùng được, nó mát điện rồi. Và những cái chẳng hạn như là nó có tiết hay không ấy, tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, khi mà chúng ta thấy cái tủ nó bám tuyết kín thì là ok, đó là cái tủ cũ. À, và cuối cùng tôi nhắc lại là nhà sản xuất họ sản xuất ra là tất cả mọi cái đã được kiểm định rồi, tốt rồi, nhưng mà cái thì bền, cái thì không bền. Đấy, là do cái người sử dụng, các cụ vẫn nói của bền tại người, nó là ở chỗ đó. À, rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.